video này bạn sẽ học cách làm thế nào để đưa trang web của bạn lên cái công cụ tìm kiếm và sử dụng cái công cụ Bing. Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi có phần giải thích nhanh như thế này nhé. WordPress có khả năng cho phép công cụ tìm kiếm biết rằng trang web của bạn đang tồn tại. Còn Bing là một cái tính năng giúp cho cái công cụ tìm kiếm đó nhận biết được bạn đã tải lên những cái bài viết mới. Nếu bạn tạo một cái bài viết và trang thường xuyên, điều này có thể giúp bạn được xếp hạng cao trên cái công cụ tìm kiếm đó. Chỉ có vậy thôi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn biết cách làm để làm sao cái công cụ tìm kiếm nhận diện được cái trang web của bạn và làm sao để sử dụng tính năng Bing một cách hiệu quả nhất. Điều bạn cần làm là đăng nhập vào cái trang WordPress dashboard của bạn. Để làm cái công cụ tìm kiếm biết trang của bạn tồn tại, bạn vào một setting nhé. Nhấn vào Reading. Bạn làm bước này trước khi bạn kích hoạt cái tính năng Bing lên. Hãy đảm bảo rằng cái ô vuông này không có dấu ghi chú nào nhé. Tôi khuyên bạn là đừng nên làm cái động tác này cho đến khi bạn thật sự chuẩn bị đưa trang của mình lên mạng Internet. Ví dụ như bạn đã thiết lập một nội dung xong cho trang của mình nhưng chưa thực sự cần đưa lên cái công cụ tìm kiếm cho đến nửa tháng sau hay lâu hơn nữa. Cho nên chỉ làm bước này khi bạn thực sự đã chuẩn bị đầy đủ. Nhớ rằng tắt dấu xanh ở đây và click vào ở đây. Và bây giờ click vào mục Writing ở cuối trang, bạn sẽ thấy tính năng Bing. Ở phần Update Service, bạn có thể đánh vào cái tên trang Bing. Tôi sẽ vào Google để tìm trang WordPress Bing. Bạn gõ vào dòng chữ WordPress Bing List. Tôi sẽ mở một vài trang đầu tiên nhé. Và cố gắng tìm những tên cập nhật mới nhất. Tôi thấy ở đây là phiên bản năm 2012. Phiên bản 2010, tôi đóng cái này lại đã. Tôi thấy ở đây phiên bản mới nhất là năm 2012. Của cái danh sách tên trang WordPress Bing, tôi sẽ copy những cái này lại nhé. Tất cả những đường link này, trang Bing vào khung dưới đây. Sau khi copy và dán xong, tôi sẽ click vào Save Change. Lưu lại nhé. Thế là xong. Ta có thể thấy tính năng đã được lưu và những trang Bing đã nằm ở đây. Và từ lúc này, bất cứ khi nào bạn tải bài viết trên trang mới, WordPress sẽ tự động báo cho tính năng Bing rằng bạn đã tải lên bài viết và các trang mới. Đó là tất cả những gì bạn cần phải làm.